Rồi chào bạn, đây là cô dùng sản phẩm Dell XP 310, một phiên bản dòng sản phẩm laptop theo yêu cầu học tập văn phòng, với cấu hình tập trung và giá tiền cũng rất là vừa phải. Cho các bạn muốn đầu tư một sản phẩm với nhu cầu cơ bản thôi. Sản phẩm laptop nhập Mỹ, nguyên tem gửi cho khách hàng ở Ninh Bình. Rồi, đây anh thu thủ. Để số sự tắt nhé, kiểm tra lại. CTB Q0H3. Xem cho mình cho anh cầm. Thì thực ra đến tính chất công việc khách hàng là chị bảo là chị làm chuyên về Word, Excel, các file Excel xử lý đó, cần cái xử lý được các file nó tương đối một chút và có bằng tần số nữa, tiện cho việc nhập liệu cũng nhẹ nữa để đáp ứng được cái nhu cầu mà dịch chuyển đấy, nhưng cái thân vỏ phải đảm bảo là bền chị hai năm liên lại thì còn chưa thể đáp ứng được. Đặc biệt là cái hạn mức đầu tư tài chính khoảng tầm 10 triệu thì không thể kiếm được chiếc nào nó xịn sò hơn chiếc này, mới mà nhập từ Mỹ về đó. Học online thì thoải mái luôn, tại vì có camera và âm thanh rất là rõ, to rõ nét, mic thu tốt, đáp ứng được cả công việc học online và làm văn phòng. Tổng quan thì chị chỉ có yêu cầu là máy có sẵn Windows bản quyền rồi, máy nhập ở Mỹ về là có sẵn Windows bản quyền, thì chỉ là yêu cầu cài giúp bộ, nhờ anh em cài giúp bộ ở văn phòng Office mới trình duyệt với bộ gõ. Tổng quan về sản phẩm đó. Thực ra cái phân khúc này thì công ty còn ít thôi, anh em quan tâm thì tranh thủ lấy sớm trước khi hết, tại vì những cái sản phẩm nhập ở Mỹ về rất là khó đó. Tổng quan rồi, và anh em sẽ tiến hành xử lý buông Windows bản quyền và cài thêm phần mềm khách hàng yêu cầu để gửi về Ninh Bình luôn để chị kịp tiến độ. Đấy, tổng quan. Đấy, đây, mỏng nhỏ nhẹ. Hiện tại phân khúc này là đang là phân khúc bán tương đối là chạy ở bên công ty, thì có cả Core i5, có Core i7, 3, 5, 7 có đủ hết, tùy theo cái nhu cầu công việc và cái mức độ tài chính đầu tư của mình thôi. Cái đặc biệt nữa là sau này mình cần thiết mới có thể nâng cấp lên được, như cái model màn hình phân khúc màn hình 15 inch thì cho mình khả năng nâng cấp nó sẽ thoải mái hơn 14. Ví dụ như các bạn có thể thêm ổ cứng hoặc là thêm RAM, nó độ nó chạy khỏe hơn. Và khi mà cái cấu hình nguyên bản nhà sản xuất mà mình cảm thấy nó chưa đáp ứng tốt công việc của mình thì mình có thể là đầu tư thêm một ít chi phí nữa để mình nâng cấp lên thôi. Cái đấy rất là tiện cho khách hàng về sau đó, không phải thay laptop mà nâng cấp phần cứng lên.